Một ngày ăn uống cô bầu 3 tháng 2 ngày sẽ có những gì? Sáng sớm em chạy tầm 45 phút lên tuốt trên tỉnh để ăn tô bún thái chai rồi về. Thấy em rảnh ghê không? Thì nay tới ngày bầu đi khám thai cả nhà. Về nhà ăn cơm với đồ chay kho, sườn heo da chiên và canh nấm kim châm. Nay 14 gram lớn nên cả nhà bầu ăn chay 2 ngày. Lâu lâu ăn chay thấy ngon và thanh đạm, ăn được nhiều cơm hơn cả ngày thường luôn. Em bổ sung chừng nửa chén chè mẹ nấu cũng rầm. Ta nói ăn cơm xong mà ăn thêm chén chè cái bụng nó no căng. Ngủ một giấc cũng tới 4 giờ chiều. Chiều nay em với cháu đi ăn chùa nè cả nhà. Nó nói cái chùa này nấu ngon dữ lắm nên nó chở em đi ăn thử. Món đầu tiên là bánh canh chay 5 căn. Đoạn bánh canh nó nhìn đẹp, dai ngon lắm. Đặc biệt là nước súp ngọt thanh từ rau củ. Em húp cạn tô luôn. Món tiếp theo là chè kiểm. Chè kiểm ở đây thì mấy cô nấu ngọt vừa, béo vừa. Ăn một chén muốn ăn chén thứ hai là cả nhà đủ biết nó ngon đến cỡ nào rồi. Ăn xong thì có mấy loại nước ấy mà cháu em nó khoái nước sâm nên nó lấy nước sâm. Em uống ké giùm no quá, không có uống hết một ly đâu. Tối về ăn thêm cử tối nữa là hết một ngày chay của bầu nha.